Mà mình bán đồ cho khách nó càng dễ dùng, đồ nó chất lượng, mình rất là thích để chia sẻ với khách hàng của mình. Những dòng loa mà Acti như thế này nè các bạn, người ta đã tính toán về cái mặt kiểm soát âm thanh, ví dụ như là chép, bass hay tiếng ca mình nó rõ, là những cái nhà thiết kế người ta đã tạo ra một cái loa hoàn chỉnh rồi. Nhưng với thương hiệu này, thứ nhất là giá hợp lý cho cái khoản đầu tư cao kê hiện nay, và hạn chế tối đa những cái rủi ro về những cái dòng hàng mà mình muốn đạt một cái chất lượng nhưng mà mình không biết như thế nào để mình lựa chọn, để một cái vừa là thương hiệu mà vừa là cái tiêu chuẩn kỹ thuật nữa các bạn ha. Thì mình có thể phối với nhiều loại vang số, nhưng mà ở đây cũng là một gợi ý. Ở đây mình đang cho nó dùng với con KX 180 đây. Rồi thì các bạn cũng biết là cái KX180 là sản phẩm đời đến sau cùng của dòng vang số JBL. Con này nó có cái chất vợt, chất echo rất là mượt. Hồi xưa là trước đây là mình đã làm clip về con những cái dòng loa Acti mình đang có ở đây, là phối với những dòng mixer đó. Thì những dòng mixer cũng mang cái chất âm mộc và hát karaoke rất là đẹp. Nhưng bởi vì những cái dòng vang số sau này nó bổ trợ càng ngày càng nhiều cái công cụ để làm cho tiếng của mình nó mượt hơn, thì đây cũng là một cái clip để gợi ý các bạn. Rồi alo 1 2 3 4 5 6. À, làm đoạn nữa đi chị Giang. nè mở lớn lên. Ủa hết rồi hả? À, bài khác đi. À, hoa nở không màu hả? Karaoke hoa nở không màu. Của ai hát đây? Tông nữ hả? Đúng rồi, đó là tông nữ. Tông nữ hả? Guitar hay gì? Không, guitar hát. Nhà bạn nào có cái không gian rộng có thể để loa ba tấc thì càng tốt. Nhìn nó vậy chứ nó không có bự lắm đâu các bạn. Ngoài ra mình có thể lựa chọn những dạng loa nhỏ hơn, loa 10 inch 2 tấc rưỡi nè, nó vẫn có dòng Acti. Chỉ là nỗi nhớ mãi đằng sau cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thôi. Ê
về ký ức cô xoa đi đoạn tình mang say rồi lại trắng vỡ đứng giữa đời đại lộ tan vỡ mà chỉ đóng trong lòng lỡ trái tim vẫn không ngờ nhớ đợi chờ anh đến vocal của chiếc vợt, chiếc echo cũng cũng rất là phù hợp, là do cái bài này nó không có trống nhiều nên mình sẽ nghe rất là rõ về cái chất của cái vợt với echo. Bạn nào thích cái kiểu hát này, thích cái chất tiếng này, có thể liên hệ mình để tham khảo. Rồi, hy vọng là cái clip này cũng giúp cho các bạn một cái phần nào đó để mình tìm hiểu cái dàn máy tốt nhất cho gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều clip mới.